Sáng nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã tiếp xã giao Tổng lãnh sự nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào tại thành phố Đà Nẵng, viên Xây Phong Ma Chanh và phu nhân đến chào trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng, viên Xây Phong Ma Chanh cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đã tạo điều kiện thuận lợi để ông có thể hoàn thành nhiệm vụ công tác của mình. Đặc biệt cảm ơn thành phố đã có nhiều dự án hỗ trợ các địa phương Lào phòng chống dịch bệnh COVID-19. Qua gần 4 năm công tác tại Đà Nẵng, Tổng lãnh sự bày tỏ vui mừng nhận thấy thành phố ngày càng phát triển, chúc mối quan hệ giữa Đà Nẵng với các địa phương lầu ngày càng bền chặt. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cảm ơn và ghi nhận những nỗ lực của Tổng lãnh sự Viên Say Phong Ma Chanh trong thời gian qua, góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị cũng như quan hệ truyền thống và hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực giữa Đà Nẵng và các địa phương lầu. Thay mặt đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố, Bí thư Thành ủy chúc sức khỏe và thành công đến Tổng lãnh sự Viên Say Phong hy vọng ông sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động nhằm góp phần thắt chặt quan hệ giữa hai nước việt nam và lào